chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống. Chương trình do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm giới thiệu đến quý vị những gương mặt đã, đang và sẽ sống hết mình với niềm đam mê thể thao. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đó chính là một người được mệnh danh là người anh cả của Futsal Việt Nam. Nói về Bảo Quân thì ấn tượng đối với mình là một người có cầu thủ có cá tính, mạnh mẽ và rất là tâm huyết với nghề nghiệp. If we talk about Quân, we talk about Vietnamese futsal. Đối với tụi em thì anh Quân như một người anh cả của làng bóng đá futsal. Anh Quân là một người anh cũng giống như là một người đội trưởng rất là mẫu mực. Đó là vài nét phác thảo và chân dung của cầu thủ futsal Nguyễn Bảo Quân, người vẫn được gọi với cái tên dễ gần, anh cả của futsal Việt Nam. Futsal có mặt ở Việt Nam bao nhiêu năm thì Bảo Quân trưởng thành và tỏa sáng bấy nhiêu năm. Anh là trụ cột của đội tuyển quốc gia, cùng futsal Việt Nam nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh sở hữu những kỹ thuật cá nhân đặc trưng cần có ở bóng đá futsal, đồng thời cũng là một hình mẫu chuẩn mực về lối sống và tư cách đạo đức của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và nếu để chọn một nhân vật gần như hoàn hảo để đại diện cho futsal Việt Nam, thì người thủ quân Nguyễn Bảo Quân chắc chắn sẽ là lựa chọn số 1. Xin được giới thiệu đến quý vị nhân vật đang ngồi cùng trò chuyện với Hạnh Dung trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tuyển thủ quốc gia futsal Nguyễn Bảo Quân. Xin chào Hạnh Dung, xin chào quý vị khán giả của chương trình Thể thao là cuộc sống. Không biết là hiện tại thì cái công việc ở đội tuyển của anh có quá bận rộn không? Mình cũng là vừa tập luyện và vừa phải làm huấn luyện, vừa thi đấu vừa làm huấn luyện, cho nên là công việc cũng khá là bận rộn. Hôm nay thì giải châu Á sẽ tổ chức vào đúng cái dịp Tết Nguyên Đán, chính vì thế cho nên là chắc chắn sẽ phải tập trung trước và thi đấu ở bên năm nay thì sẽ tổ chức ở Uzbekistan. Thì vào đúng dịp Tết thì chắc là tôi sẽ không được ăn Tết ở nhà cùng với gia đình. Dạ, mặc dù là rất là bận rộn rồi cũng phải xa nhà vào những cái dịp mà tất cả mọi người cùng quây quần với nhau như vậy, thì chắc là anh vẫn sẽ rất là hài lòng với cái con đường mà mình đang đi. Dạ vâng ạ, bởi vì là đấy ngoài là công việc thì cũng là cái đam mê của tôi. Dạ, sở dĩ Hạnh Dung hỏi như vậy bởi vì Hạnh Dung muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng những cái câu chuyện, những cái nốt trầm trong cái con đường sự nghiệp bóng đá của anh. Vậy thì chắc là anh rất là sẽ sẵn lòng chia sẻ về những cái câu chuyện đó đúng không ạ? Quả thật thì là khi mà tôi bắt đầu chơi futsal thì cũng không nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một cái tuyển thủ quốc gia hay là theo cái futsal này. Thì cái điều kiện lúc đấy rất là khó khăn, có thể nói là sân tập cũng không có và tiền lương thì cũng không đủ để tiêu. Thì nhưng mà sau khi càng chơi thì tôi càng thấy là cái môn chơi này nó phù hợp với mình. Chính vì thế tôi vẫn quyết tâm, mặc dù là bước đầu rất là khó khăn như vậy nhưng mà tôi vẫn quyết tâm theo đuổi. Chúng ta quay trở lại thời gian ngược về cái giai đoạn mà anh còn rất là bé đi. Hồi bé thì rất là nhiều cậu trai trẻ đều có ước mơ mình sẽ trở thành một cầu thủ, một ngôi sao bóng đá. Đó là một ước mơ rất là thường thấy ở Việt Nam. Vậy thì không biết là cậu bé Bảo Quân khi đó có một ước mơ như vậy không? À, chính xác là như vậy. Thì từ rất nhỏ thì tôi cũng đã cùng với cả các bạn chơi bóng ở ngoài đường bằng những cái quả bóng nhựa hoặc là những cái quả bóng mà chúng tôi tự chế ra được. Chính vì thế cho nên là năm 11 tuổi là tôi cũng đã bắt đầu đi tập bóng đá rồi. Tức là đá bóng bằng mọi vật liệu có thể rồi, đá ở đâu thì cũng là sân bóng được hết đúng không anh hả? Ước mơ thì lúc nào cũng đẹp cả, nhưng mà thực tế thì không phải chỉ có màu hồng không. Và với riêng bản thân anh thì cái con đường sự nghiệp cầu thủ mà bắt đầu đi vào con đường chuyên nghiệp của anh đó, nó rất là trắc trở. Và cụ thể hơn là khi mà anh chuẩn bị là một cầu thủ chuyên nghiệp thì lại vướng phải một cái sự cố, mà cái sự cố đó thì cũng không phải do chính bản thân anh tạo ra nữa, mà nó là do vướng mắc về hợp đồng giữa thể công và quân khu. Thì ở giai đoạn đó cái tâm lý cũng như là những cái suy nghĩ của anh như thế nào? Thực ra năm đấy thì bắt đầu tôi cũng được lên theo cùng với các anh đội 1 tập cùng với các anh. Thì khi bắt đầu lên thì tôi được đăng ký vào danh sách những vận động viên để tham dự giải V-League năm đấy.
Thế nhưng mà bản thân tôi cũng không được biết điều đấy đâu. Thì tôi nghĩ rằng là các thầy có lẽ cũng có những cái lý do riêng, cũng sợ là vận động viên trẻ thì nhiều khi cũng có những cái tự mãn. Yeah. Cho nên là các thầy cũng có lẽ vì thế các thầy cũng chưa nói cho tôi. Chính vì thế thì khi bắt đầu là quân khu 5 mượn tôi thì các thầy cũng tạo điều kiện cho đi để thi đấu, để cọ sát. Thì, sau khi thi đấu trận đầu tiên thì tôi mới biết rằng là mình đã đăng ký ở đội thể công rồi. Chính vì thế cho nên là tôi không đủ điều kiện để mà thi đấu, tôi bị kỷ luật. Nhưng mà lúc đó thì Hình Dung muốn hỏi là cái tâm lý của mình khi mà mình đón nhận cái tin là đang rất là háo hức sẽ được thi đấu ở một sân chơi chuyên nghiệp, nhưng mà đùng một cái thì bị kỷ luật và không ra sân được. Thì cái tâm lý của một cầu thủ rất trẻ ở thời điểm đó suy nghĩ những gì? Bản thân tôi thì lúc đấy tôi cũng cảm thấy rất là buồn. Đấy, bởi vì thực ra cái thời điểm của đấy của tôi mà các vận động viên trẻ thì trong năm ấy được thi đấu thì rất là hạn chế thôi. Hầu hết là một năm thì có khi chỉ có một giải trẻ được thi đấu thôi, cho nên là nếu như mà cái điều kiện mà mình được đi thi đấu như thế thì nó phải nói thật là mình cảm thấy rất là vui mừng. Sau khi thì nhận được cái tin như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là buồn, thế nhưng mà thôi thì cũng đành phải chấp nhận điều đấy. Nhưng mà hình như sự cô đó cũng chỉ mới là bắt đầu cho một chuỗi ngày rất rất lận đận của Bảo Quân, đúng không? Thực ra nói về lận đận thì cũng đúng, nhưng mà cũng không hoàn toàn, cũng không đến mức như thế. Thì tôi cũng may mắn được tập luyện trong cái môi trường rất là tốt, đội thể công. Thì cái thời điểm mà khi mà tôi vẫn còn đang là cầu thủ trẻ thì đội thể công cũng rất là mạnh, hàng loạt những danh thủ như anh Hồng Sơn, anh Triệu Quang Hà, anh Trương Việt Hoàng, anh Như Thuần, anh Đặng Phương Nam, anh Đức Thắng, vân vân, thì rất là nhiều anh khác nữa mà tôi không kể ra đây, chắc là các bạn cũng nhớ. Thì các thầy cũng dạy dỗ tôi và cho tôi được một cái nền tảng cơ bản rất là vững chắc, kể cả về thể lực cũng như là chiến thuật. Đấy, kỹ chiến thuật và thể lực thì cũng không may thì tôi cũng bị chấn thương trong cái thời điểm bắt đầu tôi đã được lên tập cùng với cả các anh ở trên đội 1 rồi. Thì cái chấn thương nó cũng không đến mức độ mà để mình phải nghỉ. Chính vì thế cho nên là tôi cũng không chữa trị dứt điểm. Thứ nhất là mình cũng là vì đam mê tập. Thứ hai nữa là cái thời điểm đấy thì cái y học thể thao nó chưa được cao như bây giờ. Chính vì thế cho nên tôi cứ vẫn cứ tập luyện. Đến một cái thời điểm thì bắt đầu chấn thương nó nặng thì lúc ấy mình phải nghỉ. Lúc ấy bắt đầu tôi phải nghỉ tập nhiều rồi. Nghỉ tập rất là dài rồi. Sau một thời gian thì cũng không thấy giảm, thì các thầy cũng đành phải quyết định cho tôi nghỉ. Vậy thì cái quyết định mà treo giày của anh ở thời điểm đó là do anh tự quyết định hay là do những cái lời tác động từ bên ngoài? Không, thực ra lúc đấy thì tôi mới có 19 hay 20 tuổi gì đấy, thì cái khao khát, cái đam mê của mình vẫn là rất là cháy bỏng, nhưng mà thực tế là tôi không có lựa chọn nào khác, bởi vì cái chấn thương nó không cho phép mình theo. Vậy thì anh Dung nghĩ đó cũng là một quyết định rất là đúng, bởi vì kể từ khi mà anh quyết định là bỏ sân bóng 11 người để mà đi đá phong trào thì cái cơ may của anh, cái cơ duyên thật sự nó mới bắt đầu đến, và anh lại được tỏa sáng ở một cái sân bóng khác, đó là sân bóng trong nhà hay còn gọi là futsal. Vậy thì anh có thể kể rõ hơn là cái cơ duyên nào anh đã bắt đầu biết futsal? Tôi bắt đầu chơi futsal thì từ năm 2006. Khi đấy thì tôi còn chơi ở một đội phong trào ở Hà Nội, đó là đội Dima. Thì đây cũng là một cái đội bóng, một trong những cái đội bóng mà đội bóng phong trào tốt nhất ở Hà Nội. Thì bắt đầu thì năm 2007 thì liên đoàn bắt đầu tổ chức giải toàn quốc năm đầu tiên ở Đà Nẵng, thì chúng tôi cũng tham dự. Và sau khi đạt chức vô địch thì tôi bắt đầu cũng thấy là mình yêu thích cái môn chơi này hơn, và chính vì từ đấy thì bắt đầu là tôi đã theo cái môn này. Bất kỳ một cái quyết định hay là một cái trải nghiệm nào của mình ở thời tuổi trẻ nó đều có giá trị hết, miễn là chúng ta không sa đà vào những cái tệ nạn xã hội thôi. Vậy thì cuộc đời của anh đã bắt đầu sang trang khi mà đến với lại futsal, và cũng từ đó mà thăng hoa nữa, đúng không ạ? À? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường đến với futsal của cầu thủ Nguyễn Bảo Quân. Xuất thân từ làng bóng đá danh tiếng thể công, Nguyễn Bảo Quân từng được kỳ vọng sẽ trở thành lứa cầu thủ tiềm năng mới của câu lạc bộ bóng đá đất thủ đô. Nhưng đường đến thành công chưa bao giờ trải đầy hoa hồng.
dính chấn thương dài dẳng, Bảo Quân buộc phải chia tay sân cỏ, chấm dứt giấc mơ trở thành một cầu thủ lớn. Để khỏa lấp đam mê, chàng cầu thủ vẫn duy trì thói quen chơi bóng đá phong trào, rồi vô thức chuyển sang đá futsal từ lúc nào bản thân anh cũng không định rõ thời gian. Mãi cho đến năm 2007, khi giải futsal toàn quốc được tổ chức, anh cùng với các đồng đội ở đội Dinma Hà Nội lên ngôi vô địch. Đó được xem là cột mốc quan trọng, chính thức đánh dấu ngã rẽ mới mẻ của Quân trong thế giới futsal. Vì ngay sau chức vô địch đó, Bảo Quân được gọi vào đội tuyển quốc gia. Rồi sau đó là đầu quân cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc vào năm 2010, cùng câu lạc bộ này đạt danh hiệu vô địch quốc gia. Sự tinh quái, lém lĩnh trong lối đá đã trở thành những tố chất cần thiết để Quân tỏa sáng trong futsal. Anh khẳng định chỗ đứng trong đội tuyển, rồi trở thành thủ lĩnh của cả đội bóng. Nhưng có thể là duyên may ở futsal, Quân được bộc lộ hết cái khả năng của mình về kỹ thuật, về tư duy chiến thuật và tính chiến đấu, cho nên rất là phù hợp. Và Quân có một cái đặc điểm nữa mà theo tôi thì rất là khan hiếm của các cầu thủ ở Việt Nam này, đó là về cái tinh thần, rất là ra là tinh thần từ cái tập luyện cho đến chiến đấu. He has lived different situation of Vietnamese futsal. It start when the futsal in Vietnam may be difficult conditions to play futsal, the fields, the stadiums, all the things, and he improve, and he now are living one of the best moments in Vietnamese futsal. Quân là một người rất là nhiệt huyết, chơi với tinh thần máu lửa, và đặc biệt rất là thương các em trẻ lên, và anh ấy giúp đỡ rất là nhiều cho các em. Mọi khoảnh khắc thăng hoa hay thất vọng của futsal, Nguyễn Bảo Quân đều chứng kiến và nếm trải. Đó là những ngày đầu góp mặt ở đấu trường quốc tế chỉ với mục tiêu học hỏi, cọ sát, cho đến những chiến thắng đầu tiên. Rồi dần dần sau đó là những trái ngọt hái được từ hành trình nỗ lực không mệt mỏi của Bảo Quân và các đồng đội. Ở mọi chiến trường, Bảo Quân đều luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ đồng đội và ban huấn luyện. Điểm của anh Quân lớn nhất là nóng tính. Nóng tính rất là máu thắng thua trong tất cả các trận đấu. Nên nhờ vậy nên ảnh mới truyền được lửa cho tất cả các đồng đội. Vừa nói là về cái ưu điểm của Quân là về cá tính và rất là mạnh mẽ. Trên đôi lúc cũng hay bị một cái thí sốt trong lúc thi đấu, hay tranh cãi, hay phản ứng với tổng tài. Để xảy ra đó là bất lợi cho cá nhân, anh sẽ bị thẻ, anh sẽ ảnh hưởng đến đồng đội. Nhưng 2-3 năm về sau này, Quân đã tiến bộ rất rõ rệt về cái vấn đề đó. Và cái mặt đó là cái mặt mà mình đáng ghi nhận. Hiện tại, dù không còn sự sung mãn của tuổi trẻ, nhưng sự chín chắn của Bảo Quân như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội tuyển. Anh vẫn là một lựa chọn không thể thiếu của tuyển quốc gia và là thủ lĩnh của câu lạc bộ Thái Sơn Nam với tư cách là một huấn luyện viên trẻ. Dù ở vai trò nào, Bảo Quân vẫn luôn dành trọn niềm đam mê cho tình yêu bóng đá, cho tương lai rộng mở của futsal Việt Nam. Chúng ta đã vừa nhìn lại một hành trình rất là thăng hoa của tuyển thủ quốc gia futsal Nguyễn Bảo Quân. Và khi mà đến với futsal thì anh tìm thấy những cái điều gì mới mẻ ở bản thân anh trong sân bóng, trong nhà này? Tôi có một kỷ niệm là lần đầu tiên được thi đấu với đội Thái Lan ở giải AFF Cup năm 2007. Thì có những cái bàn năm đấy thì futsal mình cũng là mới, cũng là khá non trẻ, thì cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm về futsal lắm. Thì thi đấu với một đội tuyển rất là mạnh như là Thái Lan thì có những cái bàn thắng mà họ phối hợp nhanh đến mức độ mà tức là anh em ở trên sân là gần như là không biết di chuyển thế nào, gần như là chỉ là đứng im thôi. Thì lúc đầu tiên thì bản thân tôi cũng nghĩ rằng là cái môn futsal này nó chỉ là mang tính chất biểu diễn thôi. Đấy, thì có thể là một số cầu thủ thì chỉ cần gọi là khéo léo một chút thì có thể dễ dắt lừa bóng một chút thì có thể chơi được. Nhưng mà khi bắt đầu thực tế thì nó không phải như thế. Futsal thì đòi hỏi cái cường độ rất là lớn. Cái sân thì nhỏ, cho nên cái khoảng trống nó cũng rất là nhỏ. Cho nên đòi hỏi mình phải luôn luôn chơi bằng cái tốc độ và phải di chuyển. Thì cái quan trọng nhất là di chuyển thì lại còn phải tuân thủ theo chiến thuật. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mình di chuyển nhưng mình không biết di chuyển làm sao cho đúng thì có thể mình chạy rất là nhiều
nhưng mà có thể là chỉ là tốn sức thôi chứ cũng không có cái hiệu quả lắm. Thế thì sau cái giải đấu đấy thì tôi cũng rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho mình, và mình thấy là bản thân mình cũng đáp ứng được những cái yêu cầu của môn chơi futsal, đó là những cái tốc độ đoạn ngắn, sức mạnh, là những cái kỹ năng mà xử lý trong phạm vi hẹp. Chính vì thế cho nên là nó cũng đã thúc đẩy tôi theo đuổi những cái môn chơi này. Nhưng mà anh có phải thay đổi cái sở trường nào của mình không, hay là bản chất mình đó, hoàn toàn phù hợp futsal như vậy? Tôi cũng may mắn là mình có nhiều cái tố chất nó phù hợp với cả futsal. Thực ra cái chiến thuật của futsal và sân lớn thì rõ ràng là rất là khác biệt, nhưng mà tôi cũng tiếp thu những cái chiến thuật của futsal rất là nhanh. Chính vì thế tôi cũng là tự cảm thấy mình rất là phù hợp với cái môn này. Vậy thì mất bao lâu thì anh mới bắt đầu yêu một cách sâu đậm với futsal? Tôi nghĩ rằng là sau những cái giải đấu mà đi thi đấu cùng với đội tuyển thì tôi nghĩ rằng là như tôi nói ở trên ấy, là năm 2007 bắt đầu cái giải đấu đầu tiên cùng với đội tuyển là giải AFF Cup năm 2007 ở Thái Lan. Thì sau cái giải đấu đấy thì bắt đầu là tôi cảm thấy mình là đam mê cái môn chơi này nhiều hơn, và tôi đã quyết tâm theo đuổi cái môn này. Những điều mới mẻ thì ai cũng thích khám phá hết, nhưng mà cứ đi ngược dòng so với số đông như vậy thì cảm giác mình nó cũng không có được thoải mái lắm. Ý tôi muốn nói là trong cái giai đoạn đầu của futsal thì rất ít khán giả biết tới, rất ít khán giả ủng hộ, và thậm chí có những sân bóng mà khi mà đá thì hoàn toàn không có khán giả luôn. Thì cái tâm trạng của người cầu thủ đá ở một cái sân mà không có khán giả như vậy nó như thế nào? Đấy, như tôi nói ở trên thì kể cả bản thân mình khi mà đầu mình mới chơi thì mình cũng, tức là mình có một cái hiểu chưa đúng đối với cái môn chơi này. Sau khi mà bắt đầu chơi rồi thì tôi cũng như là tất cả anh em vận động viên sau khi bắt đầu chơi và thi đấu trong nước cũng như là được thi, đặc biệt là đi thi đấu quốc tế về, thì mình có những cái thay đổi về cái môn chơi này. Chính vì thế cho anh em rất là quyết tâm, mặc dù cái điều kiện lúc đấy thì khi mà tôi nhớ là khi mà lần đầu tiên tôi được tập trung đội tuyển năm 2007 thì mình phải tập ở dưới cái nhà kho ở Thành Long. Thì cái giày futsal chuyên dụng thì cũng không có để mà tập. Mãi về sau này bắt đầu được đi thi đấu ở Thái Lan thì mới mua được cho mình một đôi. Như bạn biết ấy, thì nếu mà không có giày chuyên dụng thì nó rất là dễ xảy ra chấn thương cổ chân như là đầu gối. Thì tập ở dưới Thành Long thì cũng may là Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái mặt sân thì cho đội tuyển mượn để ở dưới cái nhà kho đấy để mình tập. Thế nhưng mà đấy, như tôi nói thì sau khi đã biết được cái môn chơi này nó có những cái hấp dẫn, có những cái đòi hỏi rất là cao, thì anh em cũng rất là đam mê và vẫn là kiên trì theo đuổi để tập luyện. Thì tôi nghĩ rằng là không cứ là futsal thì tất cả các môn thì nếu như mình có sự kiên trì, mình tập luyện chăm chỉ thì cũng sẽ có thành tích. Như anh nói thì futsal đối với nhiều người nó vẫn còn là một cái môn phong trào để chơi cho vui thôi. Và thậm chí đến cả bây giờ một số người vẫn chưa có mấy tin tưởng vào những gì mà futsal có thể làm được với những cái mục tiêu đặt ra dài hạn. Nhưng mà thực tế thì anh cùng với các đồng đội của mình đã làm được nhiều hơn thế. Ai nói gì thì nói, các anh vẫn cứ im lặng, vẫn cứ âm thầm tập luyện, âm thầm đi thi đấu và âm thầm rinh giải về. Thì anh nói gì về những cái hành trình, những cái nỗ lực này của mình cùng với các đồng đội ạ? Thì rõ ràng thì cái một cái môn chơi mới mà mọi người chưa tức là mới vào đến cái tức là môn chơi mà mới đến nước Việt Nam của mình thì ít được quan tâm, thì tôi nghĩ là nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà đấy thì anh em vận động viên thì khi bắt đầu chơi thì đã hiểu, thì mọi người đều là rất là quyết tâm. Chính vì thế cho nên là vẫn cứ kiên trì, vẫn cứ theo đuổi và tập luyện, thì tôi nghĩ rằng là sự kiên trì đấy nó cũng đem lại cho mình những cái thành tích nhất định. Và từ đấy thì mọi người cũng đã biết nhiều hơn về futsal, cũng đã quan tâm nhiều hơn. Vậy thì anh còn nhớ cái danh hiệu đầu tiên ở trong nước lẫn quốc tế của mình là danh hiệu gì không, và nó ra sao? Danh hiệu đầu tiên của tôi ở trong nước thì là giải vô địch giải toàn quốc năm 2007. Còn đội tuyển thì huy chương bạc AFF Cup năm 2009, tổ chức ở năm đấy là tổ chức ở Việt Nam ấy, thì thua Thái Lan ở trận chung kết. Nhưng mà nếu mà để mà cho tôi nhớ đến một cái khoảnh khắc nào đấy thì
tôi chọn cái khoảnh khắc mà cùng với đội tuyển lọt qua lần đầu tiên lọt được vào vòng chung kết châu Á năm 2010. Năm đấy thì giải châu Á thì vòng loại thì tổ chức ở Indonesia thì vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Chính vì thế cho nên là ban huấn luyện cũng là sự ảnh hưởng cái Tết thì cũng đã cho đội đi tập huấn ở Thái Lan, thì bọn tôi cũng ăn Tết ở Thái Lan luôn. Thì mùng 2 Tết thì bắt đầu bay sang Indo để thi đấu. Thì trong cái trận cuối cùng thì là tức là trận playoff cũng là gặp Malaysia, tức là cái trận cuối cùng, cái vé cuối cùng để lọt vào vòng chung kết châu Á, thì mình đang bị dẫn 2-3. Thì cũng gần như là cũng là thời gian thì còn mấy chục giây thôi. Thì cũng gần như là thất bại rồi. Thì lúc đấy là gỡ được hòa 3-3, người ghi bàn là Hoàng Giang. Thì Hoàng Giang sút bóng thì nó trái bóng nó đập vào cái cột trong, nó nảy ra ngoài. Thì bản thân tôi lúc đấy tôi vẫn chưa tin được là mình gỡ hòa. Thì sau khi trọng tài thì quyết định là chấp nhận bàn thắng đấy, thì lúc đấy là mọi người bắt đầu mới tin là mình đã gỡ hòa được rồi. Thế thì vào đến hiệp phụ thì chúng tôi đã ghi thêm được 3 bàn và giành chiến thắng 6-3. Lần đầu tiên thì lọt được vào vòng chung kết châu Á thì phải nói là cái cảm xúc lúc đấy thì vô cùng sung sướng. Cả đêm thì hầu như là toàn đội cũng không ngủ được vì quá là vui mừng. Đó có phải là cái Tết xa nhà đầu tiên của anh không? Đúng rồi. Nhưng mà lại là một cái Tết rất là đáng nhớ đúng không? Vậy thì đâu sẽ là cái khoảnh khắc mà anh tiếc nuối nhất bên cạnh những khoảnh khắc rất là sung sướng mà anh vừa kể? Tôi nghĩ rằng là trong trận bán kết năm 2014, tức là năm ngoái đấy, giải cũng là giải AFF Cup thì gặp Australia. Thì giải đấu này thì phải nói là bắt đầu từ vòng bảng thì chúng tôi thi đấu rất là tốt, tinh thần anh em cũng rất là hưng phấn. Thì vòng bảng thì chúng tôi đã thắng Thái Lan 2-0 và đứng đầu bảng. Thì cái trận quan trọng nhất là gặp bán kết gặp Úc thì mình cũng trong trận thì mình cũng bị dẫn 1-2 và đến cũng là vào những giây cuối cùng thì mình lại gỡ được hòa 2-2. Xong rồi đến vào đến hiệp phụ thì cũng mình tạo được rất là nhiều cơ hội nhưng mà mình không tận dụng được. Nên một thoáng mất tập trung thì đội bạn đã ghi bàn và giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng là tôi tiếc nuối bởi vì là mình bỏ lỡ cái cơ hội để mà có thể vô địch được giải Đông Nam Á. Một cái sự tiếc nuối phải nói là hình như vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác mà trông đợi vào cái giây phút cuối cùng đó. Nhưng mà bóng đá mà thể thao mà phải có thắng thì mới có thua. Và bây giờ thì anh Dung lại rất muốn hỏi lại anh là nếu như mà được đặt lên bàn cân giữa những cái khoảnh khắc thăng hoa hạnh phúc và những cái khoảnh khắc tiếc nuối thì cái khoảnh khắc nào là nhiều hơn, bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn? Tôi cho rằng tôi cũng may mắn là hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì những kể cả những cái khoảnh khắc mà nuối tiếc, tiếc nuối đấy thì nó cũng đem lại cho tôi những cái trải nghiệm rất là tốt. Hình Dung hỏi thêm về cái Tết xa nhà đó, thì không biết là cái Tết ở xứ người của các cầu thủ futsal nó như thế nào ta? Thì chúng tôi ở bên đấy thì cũng khi mà bắt đầu là đêm 30 ấy, thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo liên đoàn. Cũng có các anh cũng sang và đem bánh chưng rồi là bao lì xì sang để cũng là động viên anh em, cũng là thúc đẩy làm sao mà giữ vững được cái tinh thần để mà thi đấu. Thì tôi nghĩ rằng là mặc dù là xa nhà thì nó cũng có những cái nỗi buồn một chút, nhưng mà mọi người cũng xác định được là cái rõ đấy là cái nhiệm vụ của mình, cho nên là chúng tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái để mà hướng đến cái nhiệm vụ của mình. Vậy thì coi như là anh đã có kinh nghiệm cho cái Tết xa nhà rồi đúng không? Mà sắp tới sẽ là một cái Tết xa nhà khác, và hy vọng đó sẽ là một cái Tết mà sẽ có nhiều những cái khoảnh khắc hạnh phúc tương tự như năm 2010. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh rất là hiện tại, rất là đời thường của Nguyễn Bảo Quân. Trở về nhà sau những giờ tập miệt mài trên sân, Nguyễn Bảo Quân được sự ấm bằng tình thân của một gia đình ba thế hệ, giản dị nhưng quá đỗi bình yên. Khi em vào Sài Gòn lập nghiệp là
gia đình cô dì chú bác cả họ cả hàng nhất trí mà rất ủng hộ cho em. Thì sau đó thì em nó quyết định xác định là sẽ lập nghiệp trong Sài Gòn. Cô chú cũng quyết định là bán nhà ngoài đó để vào đây ở cùng em để cho nhiều cái nó thuận tiện hơn cho em. Vì gia đình ngoài đó thì có nghỉ được 3 ngày em cũng phải bay ra. Đó, thế cô chú cũng quyết định là vào đây để ở với em để cho Quân nó tạo điều kiện cho Quân nó có cái phấn đấu trong cái sự nghiệp nó tốt hơn, yên tâm hơn. Không phải ngẫu nhiên mà cả gia đình đồng ý Nam tiến theo sự nghiệp cầu thủ của Quân. Vì cả hai vị thân sinh của anh đều mong muốn dành cho cậu con trai của mình một cuộc sống đủ đầy nhất về tình thương và một nơi chốn lui về hàng ngày sau những trận cầu căng thẳng hay những nỗi niềm khắc khoải. Gia đình đi bố tôi với chứ bố đi xem lắm lúc những cái ngã cái chấn thương thật sự là gia đình cũng hết sót. Nhưng mà xong thì cũng phải nghĩ rằng là cái gì cũng phải có cái đó nó xảy ra. Không một cái gì không có tai nạn. Thế nhưng có cái là đối với Quân thì gia đình rất là tin tưởng ở em. Em rất cố gắng, rất nghị lực, phấn đấu làm cái gì đến nơi đến chốn. Cuộc sống gia đình của chàng thủ lĩnh Phúc Sanh hiện tại còn nhiều tiếng cười hơn khi anh có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh cùng người vợ hiền. Lúc mà em có bầu á, cũng ở nhà một mình không à. Nhưng mà những lúc anh Quân rảnh thì đều dành thời gian cho em hết, cho nên không sao. Anh rất là chững chạc. Với lại mình thương ảnh là vì ảnh có niềm đam mê với bóng đá đó. Người đàn ông như vậy thì mới thu hút chứ. Không mấy giàu có về vật chất, nhưng mái ấm mà Bảo Quân đang sở hữu có lẽ là phần gia sản giá trị nhất. Vì có lẽ niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất của một đời người chính là gia đình yên ấm như thế này. Thí dụ như giàu lên chẳng hạn thì mình hay thay đổi, cho nên mình chỉ mong anh như thế này thôi. Cứ quan tâm chăm sóc như vậy là đủ rồi. Mình đang rất là hạnh phúc. Như chúng ta đã thấy thì hiện tại ngoài cái vai trò một tuyển thủ quốc gia, anh còn kiêm nhiệm thêm vai trò huấn luyện viên của câu lạc bộ Thái Sơn Nam nữa. Vậy thì Hạnh Dung rất là muốn biết là ở cái vai trò này, khi mà anh đã từng được học qua 3 vị huấn luyện viên nước ngoài, một là Thái Lan, hai là một người Ý và bây giờ là một người Tây Ban Nha, thì những gì mà các huấn luyện viên nước ngoài họ truyền đạt cho anh, thì anh đã học được những gì mà anh cho là tâm đắc nhất từ họ? Trong 3 huấn luyện viên thì rõ ràng là mỗi một người có một cái bản sắc riêng. Pattaya, anh Pattaya thì là người Thái Lan ấy, thì anh ấy đem đến những cái cơ bản nhất về futsal. Vì rõ ràng là khi mà anh sang thì futsal của Việt Nam cũng rất là còn mới, thì anh ấy đem đến những cái bước cơ bản. Thế còn anh Sergio thì anh cũng đưa tôi và anh em vận động viên tiếp cận với cái futsal hiện đại. Thế còn anh Bruno là huấn luyện viên trưởng đội tuyển hiện tại thì anh ấy làm việc rất là bài bản. Và anh ấy luôn biết rõ là mình muốn cái gì và là huấn luyện đội như thế nào để mà theo cái kế hoạch của anh ấy đã vạch ra trước đấy. Thế thì có một cái điểm chung của 3 huấn luyện viên là cái tính chuyên nghiệp của họ rất là cao. Họ làm việc rất là say mê và có cái trách nhiệm với cái công việc của mình. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy là cái điều mà tôi học được từ họ. Cho nên là đến bây giờ thì khi mà nhắc đến Nguyễn Bảo Quân thì các đồng đội trong đội thì vẫn đưa ra những cái lời nhận định rằng anh Bảo Quân là một người rất là chuyên nghiệp, rất là có tâm, rồi phong thái rất là chững chạc và chưa xảy ra một cái vấn đề gì ngoài đời tư cả. Vậy thì nếu như mà một lần nữa Hạnh Dung đem anh lên bàn cân và anh phải cân giữa vai trò là một cầu thủ với vai trò là một huấn luyện viên, thì anh thấy là cái vai trò nào nó sẽ khó hơn? Tôi nghĩ là đây là một câu hỏi rất là khó. Bởi vì là nếu như một huấn luyện viên giỏi thì mà không có những cái vận động viên tốt ấy, thì chiến thuật của anh cũng có thể là rất là hay. Nhưng mà không có những cái người để mà thực hiện được cái ý đồ chiến thuật đấy thì nó cũng rất là khó. Ngược lại thì mặc dù là có rất là nhiều cầu thủ giỏi nhưng mà không có một huấn luyện viên tốt ấy, thì cũng rất là khó để mà trở thành một cái tập thể gắn kết và tập thể mạnh được. Mà biết là bóng đá thì nó là môn chơi tập thể. Thế nhưng mà nếu mà phải đưa lên bàn cân thì tôi vẫn chọn huấn luyện viên là người quan trọng, bởi vì
bằng chứng là trên thế giới thì người ta chỉ sa thải huấn luyện viên, rất ít khi người ta sa thải vận động viên sau khi mà ví dụ như là thất bại. Mặc dù là huấn luyện viên là vất vả hơn nhưng mà anh vẫn sẽ chọn, và anh có tin mình sẽ là một huấn luyện viên giỏi trong tương lai không? Tôi hy vọng là thế. Bây giờ thì tôi cũng đang chuẩn bị cho mình những cái lớp học và cũng chịu khó để mà học hỏi những cái huấn luyện viên mà đang ví dụ như là Bruno đang huấn luyện tôi chẳng hạn, hoặc là những anh em khác mà đã có nhiều kinh nghiệm, thì tôi cũng đầu tư cho mình thời gian để mình học hỏi. Sau này tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm tốt. Vậy thì với cái mong mỏi huấn luyện viên của anh, những cái gì mà anh đang cố gắng cho cái con đường sau này, thì anh có đặt cho mình một cái mục tiêu là ví dụ như khi mà tôi làm huấn luyện viên, tôi có cơ may được dẫn dắt đội tuyển quốc gia, thì cái mục tiêu của mình sẽ là những cái danh hiệu hay là những cái vị trí như thế nào? Cụ thể thì rất là khó bởi vì nó phụ thuộc vào những cái giải đấu. Chẳng hạn như là, nhưng với tôi thì kể cả bản thân tôi bây giờ làm vận động viên thì tôi cũng có một cái ước mơ rất là cháy bỏng với Futsal là được tham dự vòng chung kết World Cup. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà trong cái sự nghiệp vận động viên của tôi mà không thành, thì tôi hy vọng rằng là sự nghiệp huấn luyện viên của tôi sẽ đạt được cái điều đấy. Vậy thì còn mục tiêu dành cho cuộc sống riêng của mình, dành cho mái ấm nhỏ của mình thì sao ha? Tôi nghĩ rằng là hiện tại thì bây giờ tôi cũng khá hài lòng với cả cái cuộc sống hiện tại. Cái quan trọng nhất là duy trì được cái hạnh phúc đấy bây giờ đối với tôi là quan trọng. Tức là anh cảm thấy là cuộc sống của mình bây giờ đã đủ đầy rồi. Vậy thì nếu như mà được ước một điều gì đó thì anh sẽ ước điều gì? Nếu mà ước tức là về gia đình thì về gia đình trước đi. Thì tôi nghĩ rằng là cũng là tôi cũng chắc là cũng nghĩ rằng là mình ước làm sao mà gia đình luôn luôn được hạnh phúc. Như vậy là đủ. Nhưng mà thế nào đối với anh, thế nào là hạnh phúc? Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, nhưng đối với tôi thì tôi cho rằng là hạnh phúc thì là mình hài lòng với những gì mình có. Tôi nghĩ rằng là như thế. Dạ. Thế thì còn mục tiêu thì chắc về đội bóng thì như anh đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Và Hành Dung nghĩ rằng là với những cái nỗ lực, những cái quyết tâm cũng như là cái sự làm việc chuyên nghiệp và có tâm như những gì mà anh đã làm được ở trong thời gian vừa qua, thì chắc chắn là sẽ có một thời điểm nào đó anh đạt được những cái mục tiêu của mình. Chưa biết là xa hay gần nha, nhưng mà Hành Dung cũng mong là mọi thứ nó sẽ được trở thành hiện thực. Và một lần nữa thì rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vậy thì lời cuối cùng, anh có muốn chia sẻ điều gì với lại khán giả truyền hình đối với cá nhân anh cũng như là đối với đội bóng Futsal của anh không ạ? Cái niềm đam mê trong thể thao nó là cái điều rất là quan trọng. Và nếu như mình có đam mê, mình cố gắng mình theo đuổi nó, thì chính cái đam mê đấy nó sẽ đem lại cho mình những cái thành công. Thì tôi muốn gửi đến anh em đội bóng cũng như là toàn bộ những vận động viên mà chơi Futsal, thì một lời nói là khi mình có đam mê và mình quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ thành công. Thì tôi hy vọng rằng là khán giả sẽ tìm hiểu thêm về môn chơi này và đến sân để xem. Và khi các bạn đến sân thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ cảm nhận được cái môn chơi này nó có những cái hấp dẫn riêng và những cái hay riêng của nó. Thì từ đấy thì tôi nghĩ rằng là khán giả sẽ ủng hộ cho chúng tôi trong cái bước đường tiếp theo. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin chúc sức khỏe và chúc cho những cái mục tiêu, những ước mơ của Nguyễn Bảo Quân cùng với đội tuyển của mình sẽ trở thành hiện thực. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Em hãy giữ lấy những cái gì em đang có và cố gắng phát triển. Bóng đá phía xanh em là một thành tựu, và tiếp theo nhiệm vụ thêm nữa, nếu như anh không còn là cầu thủ thì anh là phải dẫn dắt tiếp theo, nhất là câu bộ Thái Sơn Nam, và tiếp theo là đội tuyển quốc gia sẽ trông cạnh vào Quân rất là nhiều nữa. Chúc Quân thành công. Dạ, em xin chúc sức khỏe và chúc anh thi đấu thành công ở giải sắp tới. Anh Quân ơi, tụi em luôn tin tưởng anh và đặt niềm tin của Futsal vào anh.